Chào các bạn, hôm nay là đến nhóm mình sẽ làm về chủ đề vệ tinh nhân tạo. Mình là người thuyết trình, còn bạn nữ học bên mình là người làm PowerPoint. Hôm nay chủ đề của mình còn có 3 phần. Phần thứ nhất nó là vệ tinh nhân tạo là gì. Phần thứ hai chúng ta sẽ biết được lịch sử phát triển của vệ tinh nhân tạo. Phần thứ ba là ứng dụng vào các loại vệ tinh nhân tạo. Đầu tiên chúng ta đến phần thứ nhất. Thế vậy vệ tinh nhân tạo là gì? Ai biết không? Vệ tinh. Newton đã nêu ý tưởng như sau: nếu đặt một khẩu súng đại bác lên đỉnh một ngọn núi cao vượt ra ngoài tầm khí quyển của trái đất, và nếu súng đủ mạnh thì nó sẽ phóng viên đạn đại bác vào quỹ đạo vòng quanh trái đất. Nếu vận tốc của nó đủ mạnh để nó thể thoát ra khỏi, nó gọi là gì ạ? Lực hướng tâm của trái đất. Tốc độ vũ trụ. Vận tốc vũ trụ cấp 1 hay tốc độ vũ trụ cấp 1 là tốc độ vật cần có để nó xoay quanh được quỹ đạo của một hành tinh hay một thiên thể nào đó. Nó cũng chính là tốc độ tối thiểu của một vệ tinh có thể để không bị rơi xuống. Và từ những điều kiện lực hấp dẫn bằng lực bán kính liên tâm, ta sẽ ra được một công thức m=v bình trên r, v bằng căn của r. Mặt đất h nhỏ hơn rất nhiều r. Coi h bằng 0 thì ta sẽ có g bằng 6,67 nhân 10 trừ 11. Khối lượng trái đất là m lớn sẽ bằng 5,9 nhân 10 24 kg. Bán kính trái đất r bằng 6.400 km, sẽ ra được vận tốc 7,9 km trên giây. Vệ tinh vẫn nằm trong quỹ đạo vì sự cân bằng giữa lực hấp dẫn và lực liên tâm. Vận tốc góc của vệ tinh được quyết định bởi phương trình cân bằng lực. Khi vệ tinh được triển khai, nó được cung cấp đủ tốc độ để cân bằng hai lực này. Một vệ tinh gần trái đất sẽ yêu cầu tốc độ cao hơn để chống lại lực hấp dẫn so với những chiếc vệ tinh nằm ở xa trái đất hơn. Do lực cản của không khí ở trong không gian là không đáng kể, nên vệ tinh không bao giờ giảm tốc độ. Điều này có nghĩa là các vệ tinh sẽ tiếp tục nhảy động quay quanh trái đất mà không cần được tác động bên ngoài nào. Ta đến với lịch sử phát triển của vệ tinh nhân tạo. Bắt đầu với việc phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất là Soyuz của Nga. Những hệ thống vệ tinh định vị được vào giai đoạn này là phóng thành công hai vệ tinh định vị mới là GPS và GLONASS của Liên Xô và Mỹ. Từ năm 1980 đến nay, ứng dụng các vệ tinh kỹ thuật vào cuộc sống hàng ngày rất là nhiều. Và chúng ta sẽ đến với ứng dụng của vệ tinh. Ưu điểm của vệ tinh đó chính là đa truy cập và truyền tín hiệu trên toàn cầu, định vị toàn cầu như GPS và GLONASS. Nhược điểm của nó là giới hạn quỹ đạo và giá thành cao, nhiều chi phí. Ở đây là một vài vệ tinh sử dụng nhiều vệ tinh định vị hay là gọi là các GPS. Còn đến vệ tinh thông tin liên lạc được sử dụng để truyền hình điện thoại hoặc là internet sử dụng. Vệ tinh theo dõi thời tiết dùng để cho chúng ta biết những cái dự báo thời tiết. Vệ tinh quan sát trái đất dùng để theo dõi khí hậu của trái đất như nào, biến đổi tầng ozone. Vệ tinh thiên văn chúng ta có thể khám phá được những hành tinh mới, quan sát được nhiều thứ trái đất, quan sát được nhiều thứ bên ngoài trái đất. Trạm vũ trụ quốc tế ISS, đây là một phòng thí nghiệm không gian có thể sinh sống được ở độ cao 400 km. Giờ sau đây là phần trình bày của em đã ra hết. Hiện nay vệ tinh nhân tạo xoay quanh trái đất thì chắc chắn lớn hơn 100 của không gì. Mình nghĩ là hơn 1.000 gì đấy. Thì phần trình bày em